Hướng dẫn chăm sóc cây thủy sinh san sét. Cây san sét, hay còn gọi là thanh hồ điệp, là một trong những loài cây thủy sinh khỏe mạnh nhất. Chúng có thể sống trong hầu hết các môi trường bể và thường là loài cây cuối cùng chết nếu chất lượng bể quá xấu. Cây san sét có nguồn gốc ở châu Á, cụ thể là Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc và Malaysia. Gần đây, loài cây này đã xuất hiện ở nhiều nơi khác trên thế giới do hoạt động trao đổi mua bán. Ngoại hình của cây. Cây san sét có lá hình oval với gân lá màu trắng. Màu trắng này được cho là do cây bị nhiễm một loại virus làm cho tế bào quanh gân lá không có khả năng quang hợp. Virus này không ảnh hưởng đến sức khỏe của cây và chỉ tồn tại trong loài cây này, không lan sang cây khác. Phần ngọn cây có thể chuyển sang màu đỏ nếu được cung cấp nhiều ánh sáng, CO2 và phân nước bổ sung sắt. Khi trồng trong môi trường giàu dinh dưỡng, cây sẽ mọc nhanh, cần cắt tỉa thường xuyên để tạo thành bụi dày hơn. Cách chăm sóc cây sunset Kích thước bể và vị trí trồng Cây thanh hồ điệp không phù hợp để trồng trong bể nhỏ do chúng phát triển nhanh và lá cây có thể phát triển khá to. Bạn nên trồng cây trong bể có kích thước tối thiểu khoảng 30 lít và đặt ở vị trí hậu cảnh trong bể có kích thước trung bình đến lớn. Ánh sáng bể. Cây san sét có thể sống trong môi trường ánh sáng thấp, nhưng sẽ phát triển nhanh và khỏe hơn nếu được cung cấp ánh sáng mạnh từ 6 đến 10 tiếng mỗi ngày. Thông số nước. Cây san sét không yêu cầu cao về thông số nước có thể sống tốt ở nhiệt độ 18 đến 30 độ C và độ pH âm 0 cộng chấm 0. Cây không quan trọng nước cứng hay nước mềm. CO2 và phân nước. Cây săn xét có thể sống trong bể không sử dụng CO2, nhưng nếu có CO2, cây sẽ phát triển nhanh hơn và lên màu đẹp hơn. Cần bổ sung thêm phân nước hoặc phân nhét định kỳ nếu thấy cây có dấu hiệu phát triển chậm hoặc ngừng lớn. Sử dụng loại phân nước tổng hợp chuyên dụng cho cây thủy sinh và bổ sung sau mỗi lần thay nước. Bộ nền Cây san sét lấy dinh dưỡng trực tiếp từ nền, cần bộ nền dày ít nhất 4 cm để bám dễ. Nền nên là phân nền chuyên dụng, tránh nền cát hoặc sỏi trơ vì không cung cấp đủ dinh dưỡng. Nếu dùng nền sỏi hoặc cát, cần bổ sung thêm phân nhét hoặc cốt nền. Cắt tỉa Cắt tỉa là bước quan trọng nhất khi chăm sóc cây san sét. Cắt tỉa thường xuyên giúp cây không xâm chiếm bể và luôn mạnh khỏe. Khi thấy cây quá to, cắt khoảng 5-10 đến cm và cắm phần ngọn vừa cắt xuống nền. Điều này giúp cây phát triển mạnh mẽ và duy trì được lâu dài. Kết luận, cây san sét phù hợp cho những bể không có nhiều ánh sáng, dinh dưỡng hoặc CO2. Nếu bạn là người mới bắt đầu và đang tìm kiếm loại cây dễ trồng, cây san sét là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cây san sét phát triển nhanh và cần được cắt tỉa cẩn thận để không chiếm chỗ và che sáng các loài cây khác trong bể.